Tiệm ăn vặt Sói Ca, cùng ăn cùng đá FIFA, lên răng phà phà luôn. Hiện tại đã có mặt tại Shopee, các bạn có thể đặt hàng, link dưới phần mô tả. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Chơi World Cup free, đá F4 đi để nhận hàng triệu những phần quà độc quyền tại worldcup.f4.garena.vn. Ngày này đi, ngày hôm qua tôi đã thua trận đấu với đội hình này đúng không? Ngày hôm nay tôi đá lại. Ngày hôm nay tôi sẽ thắng, ngày hôm nay tôi biết cách tôi đá con Gullit Icon à. Ngày hôm nay tôi biết đá Gullit Icon à. Em đang xem cho một like nha mọi người nha. 422 STCF sẽ đối đầu với lại đội hình nào đây? Đối đầu với đội hình nào? Nhớ đặt hàng tại ăn mặc Sói Ca nha mọi người nha. Có link Shopee, anh em đặt tại link Shopee luôn cho nó dễ. Ở dưới phần mô tả có link Shopee nha. Bắp rang giao chiên giòn. Bắp rang thế này có 30k. COD toàn quốc. Giao hàng siêu nhanh. Đội quốc nha. Đối đầu với đại đội nào đây? 422. À chứ cho tôi quên đổi nhà quản lý rồi. Cái nhà quản lý quan trọng lắm nha. Bây giờ tôi thấy cái nhà quản lý quan trọng anh em à. Tôi quên đổi nhà quản lý rồi, biết cái sao hay không? Không sao đâu. Ok nha. À 42 anh em dùng con Steven Gerrard đó, Steven Gerrard. Mới xong là còn giá nhiều à, mới xong với giá 456 tỷ BB. 42 STCF đối đầu là 42 STCF luôn, cái đội hình này bữa nay đá đại trà quá ha. 42 STCF này đại trà quá. Ngon quá mà, đá xấu thôi vậy không chịu nổi đâu. 422 đấu 422 TCS trong một trận đấu đua top 10 các bạn. Tôi đang từng bước. Ok chưa? Gullit Icon đã thuần thục rồi đó, đã thuần thục Gullit Icon rồi, chạy một mạch tới gôn truyền ra ghi bàn luôn. Chạy một mạch tới gôn chạy ra ghi bàn luôn cho nó nhanh. Ngày hôm qua tôi chưa quen Gullit Icon thôi. Ngày hôm nay thì mọi thứ đã khác biệt anh em à. Mọi thứ đã khác biệt. Hôm qua khác, hôm nay khác. Hôm qua khác, hôm nay khác. Ồ, ra ngoài à. Hôm nay sẽ bắt chước chạy à, anh cầm Gullit mà Gullit EBS sao chạy được. Gullit Icon chạy mới kinh nha, Gullit Icon nữa nè. Đây nè. Ờ, à, ra ngoài luôn hả? Tony Cruz. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you're ăn vạ, ăn vạ cho Ben à. Ai đụng nhau tự tí luôn nè. Đá ăn vạ cho Ben nữa. Đây, Gullit chạy nè, lần này Gullit chạy song song lại Nevet em thấy không? Sau một hồi tôi chỉnh lại là bây giờ là Gullit chạy song song Nevet rồi. Ngày hôm qua không biết tại sao Gullit đâu không chạy với Nevet. Sao bây giờ tôi nghiên cứu lại, bắt đầu đã chạy song song. Rồi. Còn nghiên cứu là ngày hôm qua tôi cần tiện con nét vét ra cánh không thấy Gullit đâu để truyền hết trơn. Bây giờ là hai. Bây giờ là thành là đôi bạn cùng tiến rồi đó. Đôi bạn cùng tiến. Đây 40% nè, 60% ghi bàn. Ờ 60% luôn, đây phải góc này đó. Anh em ngày bây giờ tôi bày anh em rồi đó. Bây giờ mình tới lúc mình thực hành rồi đó. Tới lúc mình thực hành. Đọc tiếp. Tới lúc à gì vậy? Xui ha.
I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. Ê, trời gì em nói đúng đi cơ. Chị nghe nghe thế lỡ kẹt nó nhét. Lỡ kẹt nó nhét nó bùng cái mấy lý gì vàng luôn. Stand tall, don't sweat it, I never back up. I don't miss a thing, don't regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs some antiseptic. Ấy dễ, chào tôi quét cho mày đi cáp à. Gì em nói. So mean. Gulit chưa? Gulit lại là key player của team rồi, bây giờ biết cách rồi. Sử dụng Gulit nó đơn giản thôi nè, đơn giản xíu, chỉnh đổi chiến thuật tí xíu thôi và tập trung nhìn Gulit một cái là ra đường truyền. Ngày hôm qua đá truyền không thấy Gulit. Ngày hôm qua không thấy Gulit, bây giờ là thấy Gulit rồi, bây giờ thấy sự xuất hiện Gulit nó thuần thục nhiều hơn. Hay quá vậy, vậy sao đỡ? Cứ nó hẹp luôn. Hello everyday nha. Rồi nè. Vừa cắn bài 1 ra. Bài 1 à, phải có 1, 2. Ok. Gulit nè, đã bây giờ Gulit là trở thành nhân vật chính chưa? Trong tất cả bước các bước tùy kênh đều là nhân vật chính đó. Khi anh bước tới mang làn da mới, mọi người thét mọi hát Gulit tới chơi. Gulit tới chơi đó. Ngày hôm qua tiếc ghê, ngày hôm qua tôi thua 2 trận đâu á. Thanh Hòa không bao giờ thua trên stream mà, ngày hôm qua thua 2 game là đâu rồi. Biết rồi, biết là ZS vô rồi, nhìn dễ đoán quá mà. Nhìn dễ đoán quá này, phải có đoán một tí. À. Sao anh đưa được mạnh vậy em đá, giữ đưa đầu luôn, xuống mạnh lên trời. Giữ đưa đầu mạnh, em nhớ bấm thêm lần D nữa để nó xà nha. Em giữ đưa đầu rồi em không thả, em không bấm D nữa thì sao nó xà được. Dễ đoán quá anh em đá như thế này rồi chết rồi. Để cho anh em lên tới dòng cắm của tôi luôn, anh em xử lý phí cho banh quá. Ronaldo, Gulit ghi bàn không? Chỉnh hô môn nữa chứ, chỉnh hai ba đường hay quá vậy. Chỉnh hai ba đường luôn, chỉnh lên trên, chỉnh xuống dưới luôn à. Hay quá anh em, chỉnh hô môn hay quá, tôi đâu có chỉnh hô môn đâu. Tôi đá, tôi đâu bao giờ tôi chỉnh hô môn. Đá sau đá, gôn nó tự động nó chụp. Em chỉnh hô môn kinh quá à. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by
Ồ, Ronaldo nhất đề đẳng cấp quá vậy, nhất đề xà 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 nhất đề xà xà vô luôn đó. Robéo đẳng cấp à? Vậy mình chắc là pha đầu ông nào chơi Robéo xuống đầm rồi, kiểu mình có đâu. Lâu lâu Robéo cũng chờ game khó hơn tí á, Robéo xích đề bòn còn chụp được rồi. Đẳng cấp thiệt chứ. Nhất đề xà mà mình cấm. Đâu, chuyện đâu. Chuyện đâu. Đủ đúng không? Ai nhìn thấy Van Dijk bước thêm 2 bước rồi. Anh giữ bóng hay quá à. Có đâu, tôi đá đến khi nào giữ bóng, tôi sút được như bàn rồi chứ. Tí nữa anh em xem tí là cầm bóng nhiều khi tôi thấp hơn kia, khi giữ bóng nhiều hơn tôi. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Không có bạn thứ 6 ta. If only I could go back in time. Xấu à, tiếc quá vậy. Pha này cũng vô ta. Giờ coi lại luôn. Rồi với sự bằng đẳng cấp à. Rồi với sự bằng đẳng cấp à. Xà xoáy vô xa gôn là đỡ cho nổi. Xà xoáy từ ngoài xoáy vô. 12 trái bóng bàn thắng. 5 bàn. Ồ, cái ngoài nào đối qua Sacombank nha. Này đang để ý. Trần Anh Vương, anh ơi em mới lập tài khoản giao trên team Barca cộng 5 với Thanh Anh. Tên em Trần Anh Vương luôn hả? Viện đạo WeScan 5.000 đồng. Đội hình 4.222 Stone CF thì những vị trí nào là quan trọng nên đầu tư nhất vậy ạ? À, có bạn Việt nha, những vị trí quan trọng nhất là CDM. Chắc chắn là nó có Toni Kroos vào đó, dễ đá hơn.